Rồi mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có một cặp là Hán Châu, một con đỏ và một con xanh. Đó, anh em nào mà có mua cặp á thì có thể mà quan tâm tới clip này nha. Đó, thì hôm nay mình có hai con, đó, một xanh một đỏ, rất là đẹp. Đẹp không? Bây giờ quay mới biết các bạn. Mà các bạn là một cặp là Hán Châu. Châu ở đây là châu sọt nha, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào quan tâm một cặp mà con xanh con đỏ thì mình không nên bỏ qua clip này nha. Rồi đây. Đây cô chú, anh chị cùng các bạn xem nha. Đây một con xanh, trâu xanh rất là sáng và đẹp, body sọt. Đó. Nó rất là dễ thương luôn, cái mình nó ngắn ngắn các bạn nha. Ngắn ngắn rất là đẹp. Đây, mình quay cận cảnh chi tiết luôn nha. À, con cá rất là hoàn thiện, không tật lỗi nha, không tật lỗi. À, cái size này là chuẩn 3 ngón. Tại con cá này cái body nó sọt ngắn nên quý anh chị mình giờ cảm thấy nó nhỏ con thôi. Đây ba ngón tay của mình đây đó, và cái con đỏ hai con đỏ đây quý cô chú anh chị nha. Đó, châu cũng rất là đẹp luôn. Đó, một con xanh một con đỏ. Đó, quá là đẹp luôn. Đó, như thế này thì quý anh chị ngăn một cái hồ, chúng ta ngăn làm đôi đó, để chúng ta nuôi một cặp cá này. Đó, một cặp cá này thì mình nuôi mình ngăn ra sẵn cho nó kè với nhau, nó sung. Đó, nó sẽ phát triển để, tốt lên nha. À, nó sẽ phát triển tốt khi mình nuôi hai con cho nó kẹp với nhau luôn. Đó, đây quý cô chú anh chị xem nha, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào hồ. Đó, để mình quay chi tiết lại cho anh em xem một cặp cá la Hán Châu, một con đỏ một xanh này nhé. À, đầu rất là ok luôn, cái phần đầu này các bạn. Giờ mình chân xuống nha. Đó. Phần đầu rất là ok, rất là to, rất là chuẩn cá luôn nha, rất là chuẩn và đẹp. Đây là hai con la Hán Châu sọt. Đây là một con châu xanh nha các bạn. Đó, đây là mình đã cho vào hồ và hình ảnh thực tế mình quay bằng đèn trắng nha. Ở đây trước mặt các bạn xem đây, một con trâu xanh, một con trâu đỏ, body sọt nha. À, mắt ma, đầu cũng khá là khủng nha các bạn, đầu cũng khá là ok. Thì cái bé này là size của nó là chuẩn 3 ngón tay, chuẩn 3 ngón tay. Đó, anh em nào mà thích đỏ, xanh, ok, cặp này thì quá hợp lý luôn. Con cặp này quá hợp lý luôn. À. À, các bạn xem con trâu sọt xanh đó. Cái trâu nó rất là sáng, trâu rất là sáng đó, anh em. Ở đây mình quay đèn trắng nha, không có quay cái đèn mà đỏ đỏ không hồng nha các bạn đó, nên mình quay rất là thực tế, không chỉnh sửa màu sắc này nọ nha. Đây chuẩn 3 ngón tay đó. Và đây là một con trâu đỏ đó. Các bạn xem những cái vân trâu trên đầu nó. À, những con sấm sét rất là đẹp. À, nó cũng là sọt. Đó thì hai con này các bạn nuôi thì quá hợp lý luôn. Đó, mình ngăn cái hồ ra, mình nuôi hai con cho nó kè với nhau luôn. À, các bạn xem. Trâu cực kỳ sáng luôn. Đây. Đó, các bạn cái đầu phần đầu của cái con trâu xanh các bạn nè, con trâu xanh. Đó. Sọt ngắn và dần rất là dễ thương luôn. Đó, anh em nào thích con đỏ con xanh thì mình cũng có nên mà bỏ qua cái clip này nha, rất là đẹp luôn. Đó thì anh em nào quan tâm cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại mình để dưới màn hình nha. Đó. Anh em mua một con mình vẫn bán ha. Nhưng mà một cặp thì mình sẽ có một cái giá ưu đãi cho anh em khi anh em mua một cặp nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Ở đây là mình quay hoàn toàn bằng đèn trắng, không có dùng cái đèn màu. À, nên anh em cứ yên tâm về vấn đề là nó ảo nha. Mình không bao giờ quay ảo. Xấu thì xấu, đẹp thì đẹp. À, có sao thì mình nói vậy thôi. Bán không được thì thôi, chứ mình không có
lên đây mà nói tào lao là mình cũng không thích, bản thân mình cũng không thích. Anh em nào, cô chú nào yêu quý ủng hộ thì cứ gọi trực tiếp cho mình. Đó. Thì những con cá la hán hoặc là bất cứ một cái dòng cá nào thì mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước và mình mới đóng hàng và ship cho anh em nha. Thì về đây là một cái mặt hàng cá cảnh á, nên anh em cũng như là cô chú thông cảm cho mình cái vấn đề này nha. Mình không có thu tiền sao được. Thì cái lúc xưa mình bán đó thì mình cũng mới ra này nọ đó, thì mình thu hộ thì cũng có một số ít thôi chứ không phải số đông. Số ít thì là bom hàng mình và không nhận hàng mình phải chuyển về. Có một số là nó chết, một số thì nó tàn tạ luôn các bạn. Nên mà bây giờ anh em nào cái chỗ nào mà bán mình chuyển khoản mà thu tiền sao đó thì anh em cứ mua cái chỗ đó ha. Còn ở mình thì không, mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước thôi. Đó. Đó thì đây là cái clip ngắn mình giới thiệu cho anh em một cặp này, đó, một con đỏ một con xanh. Anh em nào quan tâm nhanh lẹ thì cứ gọi trực tiếp cho mình. Đó. Thì chỉ đúng một cặp sọt nha, một cặp sọt. Đó, chỉ có một cặp thôi. Còn mà những con cá trâu thường body dài thì giá nó sẽ rẻ hơn những cái con body sọt như thế này. Thì những con cá này nó chỉ ba ngón tay thôi, trúng ba ngón tay thôi. Những này thì các bạn nuôi lớn lên đó thì quá là khủng luôn, rất là đẹp, bé bé mà các bạn chơi cái dàn trâu của nó nhức nách luôn á. Đó thì video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Các bạn xem thấy thích thì cho mình một like, một subscribe nha. Hoặc là các bạn muốn xem những video tiếp theo mình có những cái dòng cá la hán hoặc những cái dòng săn mồi gì á, thì anh em cứ nhấn cái nút đăng ký để khi mình có video mới á, thì anh em sẽ cập nhật và xem sớm nhất nha. Rồi mình xin chào các bạn nha.